Và đây đội hình ra quân của U22 Việt Nam. Ngày hôm nay thì được chứng kiến trận đấu đó là trọng tài ông Salman Ahmad Falahi, trọng tài người Qatar. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đội hình ra quân của Campuchia. Và lúc này tiếng còi của trọng tài Salahi đã vang lên. Chúng ta sẽ cùng đến với trận bán kết thứ hai, hiệp đấu đầu tiên. U22 Việt Nam cần phải rất cảnh giác. Và chúng ta cũng thấy là sang ngay sau tiếng còi của trọng tài, U22 Campuchia đã rất mạnh dạn để cao đội hình để chơi tấn công. Người đã có tình huống dâng lên đó là tiền đạo Mao Xuân Chính. Cầu thủ áo trắng vẫn đang nhập cuộc đầy tự tin và hưng phấn. Tấn Sinh và Bises, đó là pha can thiệp kịp thời của Trọng Hoàng. Tốc độ của trận đấu đang là rất cao ngay sau tiếng còi của trọng tài Salahi. Hùng Dũng. Ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang đã cầm, đó là cú đá từ xa của Hoàng Đức nhưng bóng đi không chính xác. Có 3 pha lập công và Rion Bunghin là 2 pha lập công. Rất nguy hiểm. Mao Pizet. Xin Kakada. Cú sút từ xa nhưng bóng đi vọt sang ngang khung thành. Đó là cú chạm bóng của Thành Trung. Chúng ta thấy là ở pha quay chậm này thì rõ ràng đã có tác động đối với Đức Chiến. Trọng Hoàng. Một pha vào bóng rất nguy hiểm của cầu thủ U22 Campuchia. Pha vào bóng là của số 7 Mao Pizet. Chúng ta một lần nữa được xem lại pha vào bóng bằng cả hai chân của Mao Pizet đối với Trọng Hoàng. Cú đá thẳng của Đức Chiến vẫn còn. Đây là Trọng Hoàng. Đường truyền dành cho Tấn Sinh không kịp. Đức Chiến. Pha phát xuống của Đức Chiến. Quả tạt dành cho Tiến Linh. Đá đâu. Song xa của Mai Việt Nam là người đã tạo ra bàn thắng và tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Một quả tạt như đặt vào đầu Tiến Linh của Hà Đức Chinh. Một tình huống mà Hà Đức Chinh đã có rất nhiều thời gian và không gian để quan sát. Tiến Linh rõ ràng đã có lợi thế rất lớn trước hậu vệ áo số 2 của U22 Campuchia là Ken Chasofeak. Chúng ta cùng xem lại một tình huống chạy chỗ rất thông minh của Tiến Linh. Bàn thắng thứ 6 từ đầu kỳ SEA Games 30 của Nguyễn Tiến Linh. Thủ môn Kèo Soxela đã đứng chôn chân tại chỗ với bàn thắng vừa qua của U22 Việt Nam. Cơ hội nữa, Hà Đức Chinh, đây là Tiến Linh, pha đối xuống, Tiến Linh, cú sút. Cú sút đi đúng vào vị trí thủ môn Kèo Soxela của Tiến Linh. Lại thêm một hình ảnh mà tất cả chúng ta đều không muốn chứng kiến, một cầu thủ U22 Việt Nam đang phải nằm sân. Đã xuất hiện những tình huống xử lý lúng túng đến từ các hậu vệ của U22 Campuchia. Đường truyền dành cho Đức Chiến. Sức càng lớn qua Đức Chiến. Đức Chiến vào. Và đó là Hà Đức Chinh. Bộ đôi tiền đạo của U22 Việt Nam đều đã lập công cho đến thời điểm này. Và họ đều đã có như mình 6 bàn thắng từ đầu giải. Sự càn lướt phải nói là rất tốt và rất khỏe đến từ Hà Đức Chinh. Trung vệ số 15 Yu Safi hoàn toàn bất lực trước số 9 của U22 Việt Nam. Có lẽ người thực hiện đường truyền vượt tuyến cho Hà Đức Chinh thoát xuống vừa qua đó là Đoàn Văn Hậu. Một tình huống xử lý chích mũi
rất nhạy cảm của Hà Đức Chinh, rất cảm giác. Thì Hà Đức Chinh đã khai thác triệt để điểm yếu của trung vệ này. Đây là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng được chuyền của Thành Trung cho Trọng Hoàng. Ngay cả một trung vệ như Thành Trung cũng đã dâng cao để phối hợp với Trọng Hoàng ở tình huống này. Đến khoảng 15 phút cho thời gian thi đấu chính thức hiệp 1 và chúng ta vẫn có thêm thời gian để có thêm bàn thắng. Những pha té ngã trên mặt sân cỏ nhân tạo của SEA Games. Chấn thương lại đến với Tiến Linh. Tình huống va chạm giữa Tiến Linh và Trang Mang. Đó là cú đá thẳng của Cao Sóc Phen, nhưng bóng đã được phá ra. Người sẽ rời sân đó là Nguyễn Tiến Linh. Rất đáng tiếc cho cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này thì hơn một lần Tiến Linh đã phải nằm sân sau những pha va chạm. Hà Đức Chinh cơ hội. Hùng Dũng. Pha đột phá của Hùng Dũng. Vẫn là Trương Văn Thái Quý. Thêm một đường truy. Đào vào. Những giây cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, và Hà Đức Chinh với cú đánh đầu cận thành đã nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng thứ 7 của Hà Đức Chinh tại giải đấu lần này. Chỉ có 3 cầu thủ của U22 Việt Nam nhưng vẫn tìm ra cách để chọc thủng lưới của thủ thành Keo Soxela. Một đường chuyền vòng cung phải nói là rất vừa tầm Hà Đức Chinh của Trương Văn Thái Quý. Và một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng sử dụng con người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Không lâu sau khi vào sân thì Trương Văn Thái Quý đã có một pha kiến tạo tuyệt vời. Hùng Dũng, Hà Đức Chinh, đường chuyền không được. Đã có tình huống nóng nảy của số 14, đó là Keo Sóc Phen bên phía U22 Campuchia. Và sẽ có một chiếc thẻ vàng, tấm thẻ vàng thứ hai của U22 Campuchia trong trận này. Chúng ta vừa xem lại tình huống mà Keo Sóc Phen đã đẩy người Thành Trung. Bisset. Bóng đã được phá ra. Người rời sân đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Và Hùng Dũng cũng đã trao chiếc băng đội trưởng lại cho Thanh Thịnh. Người vào thay cho Hùng Dũng là Bùi Tiến Dũng. Cẩn thận. Đó là cú đá thẳng của Cao Sóc Phen và bóng đi không chính xác. Có thể sẽ là những điểm đến trong đường truyền này của Việt Hưng. Người đã chạm bóng có lẽ là tiền vệ Đức Chiến. Và ống kính truyền hình lại cho chúng ta thấy được sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu. Một điểm đến rất quan trọng trong các tình huống phạt góc của U22 Việt Nam. Chạm bóng của Hà Đức Chinh, nhưng sau đó thì đã có một tình huống chạm bóng vào một người hậu vệ của U22 Campuchia. Nhưng nhiều khả năng bàn thắng sẽ được tính cho Hà Đức Chinh. Chúng ta sẽ chờ xem là bảng điện tử sẽ xác định bàn thắng thuộc về ai, nhưng không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là bàn thắng thứ tư đã đến cho U22 Việt Nam ở trận bán kết này.
với tư thế đứng của mình thì có lẽ Kèo Sokven sẽ thực hiện cú đá thẳng về phía khung thành của U22 Việt Nam. Kèo Sokven và bắt bóng chắc chắn của Văn Toản. Cú đá cũng không đủ lực và cũng không hiểm hóc. Và để mất bóng của Yusafi, cơ hội 3-2. Đức Chinh, cú sút không vào. Ở tình huống nâng tỷ số lên 4-0 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Pha tấn công cho Campuchia đường chuyền. Đó dường như là một đường chuyền thẳng vào tay của Nguyễn Văn Toản. Đường chuyền rất thoáng. Thanh Thịnh. Thêm một đường chuyền. Bóng đã chạm tay của Thanh Thịnh rất rõ ràng. Và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm penalty. Nỗ lực chuyền bóng vào trong vừa rồi là của Ken Chasovac. Một tình huống rất rõ ràng và trọng tài chính cũng đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm penalty. Và đây là cơ hội để cho U22 Campuchia tìm được bàn thắng đầu tiên và có lẽ cũng là bàn thắng danh dự trong trận bán kết này. Người đang đứng trước bóng đó là Kèo Sokven. Kèo Sokven và Nguyễn Văn Toản. Tuyệt vời! Như vậy là bàn thắng danh dự cũng không có cho Campuchia. Một tình huống bắt bài và đổ người chính xác của thủ môn 20 tuổi Nguyễn Văn Toản. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài ông Salahi cũng đã vang lên. Và kết quả chung cuộc thì U22 Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua U22 Campuchia với tỷ số 4-0. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đổ người chính xác của Nguyễn Văn Toản. Phải nói là một màn trình diễn rất ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.